Hiện trường vụ tai nạn siêu xe Ferrari 488. Chiếc siêu xe Ferrari 488 va chạm với một chiếc xe máy làm một người tử vong tại chỗ tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Vào khoảng 3 giờ 45 phút tại đường Lê Quang Đạo, khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ô tô Ferrari 488 mang biển kiểm soát 83XX va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 29T1337XX. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe máy của người đi đường gãy nát, chiếc Ferrari bị nát đầu phía trước. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm một người tử vong. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường.